mới nguy hiểm đó. Giờ chiếc này có nó bỏ cửa nó luôn. Bự dưới đặt. Nè cho mẹ hai con nè. Rồi có gì Út ạ? Hả? Con thôi chứ gì bự dữ hả? Gì? Bự dữ ra rồi có cho Út không đem tránh cho bà luôn. Nè cho bà nè. Bà hai con đúng không? Cho bà một con nè, chứ cho Quang một con. Quang hả? Quang cái nhà đó. Dạ dạ biết rồi biết rồi. Gửi luôn cho nó đi. Cầu đó mới nguy hiểm đó. Giờ chiếc này có nó bỏ cửa nó luôn.